bye, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Các bạn ạ, hôm nay tôi đi lên ở chỗ khu rừng này chơi. Khu này nói chung là người ta ai cũng hay rủ nhau lên trên này chơi, là nướng gà kiểu. Đây người ta hay buộc cái dây để đu này. Chúng ta chơi khu này nó rất là yên tĩnh và cảm giác khu này nó rất là vui khi mà có bạn lên trên này chơi. Nhưng mà hôm nay là tôi đi một mình. Khu này chơi là cũng được phết đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ cho các bạn xem toàn cảnh. Ở đây có một phần dây này. Cái cây này nó đổ vào đây rồi mình leo lên cũng được. Khu này là dành cho những người mà hay đi lên trên này chụp ảnh các kiểu nhá. Là nó mình sẽ lên trên này. Wow, thoáng quá các bạn ạ. Wow. Hôm nay là thời tiết cũng rất là ủng hộ và không mưa nhưng mà hơi hơi ấm. Thì mình đi lên trên này chơi này. Wow. Phải nói là quá tuyệt vời nếu mà các bạn có bạn bè xong là đi lên trên này chơi các kiểu thì rất là hợp lý. Nói chung bây giờ là chưa rồi nhưng mà nó vẫn hơi lạnh, nó vẫn vừa lạnh nhưng mà nó lại có chút hơi ấm. Hôm nay là đi một mình nên là cũng không chụp ảnh được cái gì, cũng rất là tiếc. Và mình không có bạn rủ và đi chơi, bây giờ xuống cũng khó. Nói chung là khu này nó ở rất là gần ngoài Kim Tân mình, Lào Cai mình thôi, nhưng mà một số người là vẫn chưa biết khu này. Khu này nó là dành cho những người hay đi chơi giải trí. Đây người ta nướng gà khu này. Mà khu này là mình ngồi đây ăn uống, uống rượu, nướng gà các kiểu là rất là hợp lý các bạn. Sẽ đi lên đây mình ngắm xuống bên dưới xem nào.
Và ở đây mình có thể nhìn xuống, mình có thể nhìn xuống dưới đường cao tốc. Ở đây họ đào làm cái gì này các bạn? Đây này, đây là họ làm cái gì này? Ở đây không biết là họ xây cái gì như này này, kiểu giống như là hầm ấy các bạn. Đây, xây cái hầm. Đây là xây cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Mình không hiểu luôn ấy, mình không biết là cái này nó sẽ họ xây cái gì. Có người đốt lửa đây. Mình không biết họ xây cái gì như thế này các bạn. Các bạn thấy lạ không ạ? Theo mình thấy là quá lạ các bạn ạ. Đây này, kia là cao tốc rồi này, cao tốc Nội Bài à, kia là cao tốc Nội Bài à, Hà Nội Lào Cai. Wow, chỗ khu này nhìn cũng đẹp phết đấy. Mình vẫn thắc mắc rằng ở đây không biết là họ sẽ xây cái gì, xây cái rãnh như thế này. Đây mình sẽ quanh cho các bạn xem này. Ở trong này họ xây cái trụ. Có cả chỗ thoát nước, cống thoát nước này. Không biết họ làm cái gì. Đây này, ở đây cũng có cái trụ này. Và xây cái hầm con kia nữa. Ở đây cũng có xây cái hầm như này này. Đây là họ xây cái gì? Không biết thật. Đây này. Ra đến đây là hết này. Kia là ra đến chỗ kia là ra đến cái chỗ đầu kia là hết này. Thôi nói chung cái này mình không thể nào biết được. Mà kệ cái này đi. Và các bạn ạ, mình sẽ hẹn các bạn những video clip gần nhất để mình tụ tập. Mình sẽ lên trên này mình nướng gà, ăn uống ở trên này với cả quay cho các bạn xem cái view ở trên này nha các bạn. Mình sẽ hẹn các bạn một ngày nào đó gần nhất hoặc là trong tuần tới. Thì các bạn có thể nhìn vào phía này là những view mà cái cây nó rất là dài, nó rất là cao và nó rất là thẳng, nó cực kỳ là đẹp các bạn. Còn những mấy cái cây này thì nó bị người dân hay là trẻ con nó thả sâu cái kiểu nó hay chặt cái vỏ lớp bên ngoài nó, làm nó hỏng hết cây rồi các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trong gần nhất của mình nhé.